Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 2 tháng 7, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Bắc và miền Trung với nền nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, thậm chí là 39 độ như ở Hòa Bình, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An. Dự báo ngày mai thời tiết còn nắng nóng hơn ngày hôm nay khi nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 38 đến 40 độ và có nơi còn trên 40 độ. Vâng, nắng nóng 40 độ thì thanh niên khỏe mạnh cũng dễ bị đổ bệnh, chứ đừng nói là người già hay là trẻ nhỏ. Đặc biệt là trong đợt nóng này, thời gian nắng nóng kéo dài tới hơn 10 giờ đồng hồ một ngày đã không chỉ khiến cho cuộc sống thường ngày của người dân bị đảo lộn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ em. Tại khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương, ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm bệnh nhi xếp hàng đăng ký khám chữa bệnh. Những bệnh nhi này chủ yếu mắc bệnh về đường hô hấp như ho, viêm phổi, viêm tiểu phế quản hay các bệnh lý về tiêu hóa như đau bụng, ngộ độc thực phẩm. Thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ lên cao trong những ngày qua đang được coi là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu tiếp nhận khoảng 100 đến 120 trường hợp phải nhập viện điều trị. Trong số đó có khoảng 70% bệnh nhi mắc viêm phổi. Lo ngại hơn, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, thậm chí phải thở máy do cha mẹ chăm sóc sai cách để điều hòa quá lạnh.